Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em nha. Sáng hôm nay thì em cũng hôm qua cũng hơi mệt mọi người, bệnh trong người rồi. Thì em cũng không có ra sớm được. Sáng nay thì em ra cũng 6 giờ sáng. 6 giờ kém 15 thôi. Thì các đã thấy các thầy dùng bữa hết rồi. Em đi quay dám quay từ xa nha mọi người. Thì nhiều người cũng hỏi em tại sao là không quay cái các thầy như anh mấy là chân trí nhiều hơn, thì do là trên đó nhiều anh YouTube quá mọi người. Nếu mình quay nữa là tạo ra một sự gọi là giống như ở ngoài Huế rồi cả nhà, thì mình chia ra có sao đâu ạ. Các thầy này mình cũng quay được ạ, thầy nào mình cũng đáng kính thôi. Dạ thì sáng nay các thầy cũng đã dùng bữa rất là một bãi trống này, tại nơi nhà hoang này thì chưa có, nói chung là chưa có khán giả nào tới đây hết nha, chưa có gọi là Phật tử nào tới đây nhiều hết để làm phiền. Chắc em nghĩ là 7 giờ mới mọi người mới tới đây, nhưng mà các thầy dùng bữa sớm, các thầy đi sớm. Thì em muốn quay sơ phía xa cho mọi người xem thôi. Nhiều khán giả khóc ý, không giống zoom lại luôn mọi người, nhiều khán giả khóc ý là không nên quay thầy khi dùng bữa. Dạ thì em cũng quay xa lắm mọi người, mọi người không hỏi với em. Mọi người hôm qua là em muốn quay thực tế cho mọi người xem thôi, quay cho mọi người biết là các thầy đã dùng bữa no nê rồi. Cái này mình ở còn cái đàn sao có thể mình có giữ lại nha con. Dạ. Còn đàn phía sau nữa. Dạ. Mình giữ lại đi. Không, đàn phía sau chắc không tới đâu anh. Cái đàn phía sau tất thật trên đó luôn. Để cô giữ lại thì sợ cô hay không ăn nữa lại vừa lại cô buồn. Em cũng không chưa có ăn. Dạ. Không dám nói là dùng thọ. Dạ. Thật như mấy thầy kia chưa có dạ. Ăn thôi. Dạ dạ. Anh thì đây, anh này thì tính xin vào đi cùng với lại các thầy. Thế chưa nhịn đói à? Dạ, có, không nhịn đói sao mà đi nổi cơ. Còn đi bộ hành thôi. Chú người Quảng Nam. Con không phải người Quảng Nam ạ. Con người Sài Gòn. Rồi, các thầy tiếp tục ăn nha mọi người. Mình tính tới hỏi thầy giác ngộ là sức khỏe này sao rồi. Đó, thì thôi để các thầy dùng nha mọi người. Bây giờ em lên trên kia trên đỉnh đèo để mà quay cho các quay mọi người cho quay mấy thầy kia cho mọi người xem một tí nha. Dạ rồi, từ đây lên đó cũng phải 30 phút. Dạ buổi sáng của bạn Công Tâm cho mọi người chia sẻ một xíu cho mọi người biết buổi tối tại sao em mệt và cũng như là ngủ trễ một tí à, người ngủ trễ hơn bình thường khoảng 1-2 tiếng à. Do là hồi tối là các anh công an và cũng vào kiểm tra giống ở Huế rồi cả nhà, giống ở Huế Quảng Bình thì kia hết, thì các anh công an kiểm tra những cái nhà nghỉ cách xa các thầy 10 cây đó rồi thì nói chung là kiểm tra rồi thôi, có ai để xem có ai có căn cước hay không thôi. Thì mọi người nhắc đến thầy Tạng, thầy Minh Tạng rất là nhiều nha cả nhà. Thì em cũng mới có thông tin của thầy Minh Tạng hôm qua, cố gắng cập nhật cho cô chú anh chị mình xem. Em thì cũng không nói bậy gì hết cả nhà. Thì em nghe những người mà lên Gia Lai thăm thầy Minh Tuệ á, cũng như là những người mà chứng kiến thấy được thầy Minh Tạng đi lên, thầy Minh Tạng đi bộ hành đi lên tới cái chốt của thầy Minh Tuệ rồi, nhưng mà công an người ta không cho vào và kêu đi về. Lý do tại sao ạ? Tại thầy Minh Tạng có ký một cái giấy là không đi bộ hành khỏi khỏi nơi cái cư trú, khỏi nơi khu vực của mình, nơi ở của mình á. Rồi hình như là thầy không chịu hay như thế nào đó, thì cái đó thầy cũng không có biết rõ như mà thôi câu chuyện như thế nào. Em nói rõ như vậy, em nói rõ cho mọi người là như thế. Thì các thầy bị công an mời về phường tạm giữ thôi, rồi tạm giữ thôi.
chắc là 8-9 ngày. Rồi khi mà liên hệ cho ba của thầy Minh Tạng á, thì ba của thầy Minh Tạng cũng tức tốc chạy lên để nói cho ra lẽ, hỏi là người đi tu á thì có bắt tội gì. Thì cũng công an, thì khi mà tranh cãi gì gì đó thì các công an cũng không muốn tranh cãi nhiều, và cũng mời thầy Minh Tạng cũng như là ba thầy Minh Tạng về điều tra gì đấy, thì cũng chưa biết. Chắc là sẽ giải thích cho các thầy hiểu là các thầy đã ký một cái giấy đó rồi, không thể tập hợp nơi thầy Minh Tuệ ở được, mỗi người tu một chỗ riêng theo ý kiến của em á, mỗi thầy á nó về nơi một nơi đó, thì không cần phải tập hợp nhau lại dùm gì hết á. Ví dụ như muốn đi bộ hành đúng không, muốn đi hất thực gì đó, thì giống như là từ nhà thầy Tạng phải qua tự đi qua nhà thầy Minh Tuệ, chứ không phải tập hợp đông 5-6 người hay là chọn đúng cái ngày nào đó để mà đông lên. Thôi thì thôi đi, bây giờ công an người ta cũng muốn gọi là không muốn đông đúc, không muốn các thầy tập hợp lại đông đấy. Mặc dù đã xin phép mà chiều nay thì cũng nghe thông tin các thầy Minh Chí rồi ở dưới đây thì chân trí rồi đó, thì không thể nào mà tập hợp được, không thể nào lên được tới Gia Lai. Bởi là mặc dù đã xin phép, có con, những người có ăn cước, những người có ăn cước, những người không có ăn cước cũng lấy tên, lấy địa chỉ nhà đó, thì công an người ta cũng làm một cái đúng thôi. Chẳng lẽ bây giờ người ta giải tán ở Huế rồi, bây giờ mình về tới vùng cao nguyên trên đây thì cũng vậy thôi. Người ta công an người ta không làm việc khác nữa, chứ không phải là người ta cứ chặn chốt chặn ngay khu vực ở nhà mình hoài được, ở nhà thầy Minh Tạng hoài, thầy Minh Tạng hoài được. Thì mỗi người á cũng như để các thầy nếu mà được nha, để các thầy gặp nhau một lần rồi nói với các thầy á, là hoặc là thông báo với báo chí luôn, các thầy ở nhà tu tại địa phương, muốn đến thật là đi ở đây địa phương thôi. Rồi á, muốn ví dụ lên thăm thầy và Minh Tuệ á, thì một người lên, xong người sau người kia lên, hỏi rồi sau người kia cũng lên nữa đó, thay phiên nhau lên lễ thầy Minh Tuệ nha mọi người. Đó là ý kiến của em thôi. Rồi cái ví dụ như thầy Minh Tuệ qua thăm thầy Minh Chí thì hai thầy có thể đi qua thăm nhau đó, nó sẽ không tạo ra một cái tắc đường tắc xe mà không khi tụ tập luôn. Bây giờ như em tụ tập bạn bè em á thì nó không sao rồi, nó rất là bình thường rồi, nhưng mà thầy tụ tập lại người ta nhìn cái cảnh đó thôi là ta biết là rất, mọi người rất là coi muốn coi là cái thầy đoàn tụ. Nhưng mà mọi người phải hiểu là giờ đoàn tụ mà người ta ùa tới càng lúc càng đông, chỉ cần cái thầy này đặt chân tới thành phố Hồng Tâm thôi, chỉ còn cách mấy chục cây nữa tới Gia Lai là mọi người hiểu. Tới Gia Lai cái là người ta đuổi về, người ta chết. Tới Gia Lai người ta không cho đi nữa, không cho vô nữa, người ta ép ngoài ngủ á. Sau mới tối nha, đó là công an người ta quần ai YouTube là đi quét hết. Xong bắt đầu là ập vô các thầy, đưa các thầy về nơi địa phương tiếp đó. Nên bởi như thế thì mình cứ cố chấp làm khổ mấy anh công an mà thôi. Nhưng mà em thì giờ cũng là một thằng vô danh chữ tốt thôi, chỉ là mới thầy giúp thầy các mới giúp các thầy một tí thôi. Giờ mình không thể nào mình nó lên tiếng nói mình nói được nữa nha. Như mấy anh YouTuber kia thì anh mới ra ngày hôm qua rất là đông luôn. Thì khi mình quay mình nói cái quan điểm mình đó, các thầy mà các anh thì đó quan điểm mới anh nói phỏng vấn những cái lên gặp thầy Minh Tuệ sao, lên gặp thầy Minh Tuệ thế này, gặp thầy Minh Tuệ hết kia. Rồi. Thì so vậy thì tùy duyên thôi cả nhà ha. Nếu các thầy gặp được thì mừng cho các thầy, mà các thầy gặp không được thì mình cũng đừng có nên bức xúc làm gì cả. Vì càng bức xúc thì càng càng không có cái kết tốt đẹp đâu mọi người.
bức xúc á, ví dụ như mình bức xúc với ai là đúng thì mình bức xúc, mình bức xúc với chính quyền á, người ta không có lý do khó người ta, người ta có làm gì người ta cũng có sự tính toán, người ta không thể nào làm cháy dân được, nhưng mà người ta đã làm cháy dân là người ta có lý do gì đó, người ta mới làm cháy ý của dân. Biết đâu á, các thầy ở mỗi tỉnh á, nhiều khi là mọi người có thể đến đánh lễ các thầy ở mỗi tỉnh hay là hay hơn đấy. Bây giờ nhá, em lên trên phía trên nhá, em thủ đi với để qua cho mọi người còn xem. Bây giờ thì rất là lạnh luôn mọi người, đây cái đèn là rất là lạnh luôn. Rồi em sẽ lên phía trên qua cho mọi người xem nhá. Buổi sáng thì thấy thầy Như Ngộ đi với lại anh Điền đi rất là sớm nha mọi người. Chắc là chưa có dùng bữa nha mọi người. Chưa có dùng đồ. Chưa có ăn uống hết cả nhà. Xe này chán thế. Anh ngồi đi rất là nhanh nha mọi người. Anh ngồi là cũng muốn tới với lại bên tòa. Nói chung là em cảnh báo mọi người biết rồi đó, là các thầy nguy cơ phần trăm nhiều là các thầy không lên được thầy Vinh Tuệ, đó là bạn thấy được đưa về địa phương. Mọi người cũng thông cảm nếu mà cái điều đó xảy ra, mọi người cũng nên cảm thấy bình thường, đừng có nêu chờ hay phản ứng gì đó ở trên mạng xã hội đó là gì nhiều. Nếu mà phản ứng mạnh quá là các anh công an cũng làm mạnh tay luôn mọi người. Rồi các anh công an cũng muốn gọi là xác minh những cái danh tính như thế này là chọn lọc đó. Rồi coi xem là mấy thầy nào là có tiền án tiền sự gì đó không. Nếu có tiền án tiền sự này kia là không có cho đi đâu mọi người. Nhiều người chán đời ta mới tù về á, người ta không muốn đi với thầy, như thế là chết, như thế là không có được. Các thầy Minh Trí là cũng cho Minh Dược rồi, các thầy Minh Thành. Các thầy đang đi tiến lên nha mọi người. Các thầy đang tiến lên. Các con tìm sẽ tìm một chỗ nghỉ đâu đó rồi các thầy sẽ dùng bữa ạ. Thầy sẽ vào đây hất thật. Dạ đúng rồi, ở đây là hết duyên rồi đó thầy. Vô đây thôi chứ không còn nhà nữa đâu. Dạ hết nhà rồi cô ơi, hết nhà rồi cô ơi. Các thầy sẽ vào đây để mà thích thật nha mọi người. Chợ lạc
Con có cô đợi xíu đi ạ. Mình đợi xíu đi rồi để. Dạ anh nên thông cảm là đợi xíu em. Dạ. Bây giờ qua thầy Chân Chí nha. Chân Chí đi qua bên nhà này rất thật nha mọi người. Sẽ chia ra từng nhà đây. Sẽ chia ra từng nhà và bà con địa phương ở đây để mà xin gia chủ một tí gì đó mà ăn à. Dạ chị mình có cơm trắng hay gì á, mình là có cơm hôm cơm mới nấu cũng được mà cơm hôm qua cũng được rồi. Mình bới vào cái chén á, mình đưa ra các thầy. Hình như là mấy nhà này không biết thầy, mấy thầy là ai luôn. Không biết. Cái này chắc là nhà dân tộc à. Nói chung là trên đây là dùng cao, ít cũng có túi xài điện thoại. Đều mà. Không biết. Dùng từ người bản địa. Người bản làng. Này đứa bé con có chị đó nha mọi người đang ngồi buổi sáng. Con chào thầy chưa? À con chào thầy. À, rất là dễ thương nha mọi người. Con biết thầy không? Biết hả? Sao con biết thầy? Con lạy thầy chưa? Lạy thầy rồi hả? Có ai đi đà Phật thầy? Con gặp thầy ở đâu rồi mà con biết thầy? Hả? Không biết. Thì đây thì cho ở trong nhà thì đang bới cơm nha mọi người. Đây là mình như là ngô gì mọi người, à cơm có nghĩa là mình lấy cái muỗng á, mình lấy muỗng mình chia ra. Đang xúc thêm cơm nha cả nhà nha. Đây cũng không có một cái đồ gì cả mọi người ạ, chỉ có cơm thôi, rất là cao nguyên này. Dạ. Rất tuyệt vời. Đây là cơm, mình là cơm gì đấy ạ? Chỉ hiện tím tím. Gạo nhìn thấy chắc chắn là sẽ rất ngon đây mọi người. Thơm nha. Mùi thơm bay ra. Cơm nóng bốc khói luôn. Quá tuyệt vời. Cái tình cảm rất ấm cúng mọi người nhé. Không cần phải gì đó nhiều món ăn sơn hào hải vị đâu, chỉ gọi là ở đây chỉ là cơm. Cơm vẫn còn đang nóng không vậy là quá tuyệt vời. Dạ em rất là cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi thầy sẽ đi tiếp mọi người. Tôi là nhiều YouTube quá nên là hỏi thầy nhiều nên là mệt á. Em cũng không hỏi thuốc men gì có thầy được. Cũng khó. Cơm bốc khói luôn. Nó bốc khói rồi mọi người thấy không? Trên đây nghĩ không có mạng. Trên đây rất là lạnh nha mọi người. Không có điện luôn. Cái người đồng bào người ta không mang. Cô sẽ lấy nước à, nước lọc ạ. Nhà mình có đường, nước hay rượu vậy vậy bà? Không muối, có đường không muối? Cô à nước cũng được, nước. Có một cô chú lớn tuổi đang đi vậy. Cô không biết tiếng Việt nha mọi người.
cô sẽ về không nữa. Dạ. Dạ. Thầy chân ký có rồi ạ. Dạ. Rồi bắt đầu tới gia đình cô thì không cô hiểu. Cô không hiểu cái tiếng. Cô không hiểu. Chú cô không biết tiếng Việt không? Chú không biết luôn. Bà nghèo lắm, bà không có gì à trời ơi. Nghèo nghèo thấy thương ghê. Nhà này có cái gì là được lắm. Em ơi. Em ơi. Cho mẹ ăn. Thầy công lo nữa. Trời dạ em ơi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ. Vào đây mà không có gì ăn luôn á. Mình rất thật cho. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ dạ dạ. Tại bà mới này mới bà mới nói là bà nghèo quá, bà không có gì bà cho các thầy hết. Giờ các thầy tìm một nơi để mà dừng chân. Dừng bữa. Thầy sẽ đi vào nhà. Đây các thầy, sẽ đi tiếp mọi người ạ. Các thầy sẽ lên phía nhà, lên mấy cây nữa mọi người ơi. Xa nữa mới có nhà dân nữa mọi người. Đó, các thầy đi tiếp nha mọi người.